Vâng, em xin chào các bác. Ngày hôm nay em xả nốt ba cái con mic Tomahawk các bác nhé. Tomahawk mà hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhé. Đấy, và hàng giả bãi, đấy, hàng loại một luôn. Đấy. Loại tốt luôn các bác nhé. Ba con mic Tomahawk này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, hàng nó là hàng loại một giả bãi nên các bác nhìn, nó làm rất là chất lượng các bác thấy không ạ? Đấy, từ các cái đường in này. Made in Japan cho đến các cái củ mic nhé, đều chất lượng. Và con này hát thì cực kỳ hay luôn. Này, các bạn nhìn củ mic xịn sò chưa? Rất là xịn sò nhé. Thì ở trên Facebook thì có nhiều anh em thì người ta quảng cáo đây là mic mic bãi Nhật, mic bãi Nhật, mic bãi Nhật mà người ta dọn là người ta đã dọn sạch rồi và người ta tặng các bác cái dây mic không có hộp không vỏ đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì là cái mic này nó là mic Trung Quốc này. Nó thẳng thế cho nó dễ. Chất lượng của mic thì cũng rất là tuyệt vời nhé. Trong cái tầm giá của nó thì em có thể khẳng định rằng đây là một trong những cái chiếc mic mà hát rất là hay trong cái tầm giá của nó luôn. Này, hát nếu không muốn nói rằng nó vượt trội hẳn tầm giá luôn. Mic Tomahawk nhé. Hàng Trung Quốc nhưng mà được in Made in Japan ở đây. Thì cái chữ Made in Japan này thực ra in vào đây là để gọi là đánh lừa nhiều khách hàng là chuộng cái đồ Nhật thôi. Còn thực tế ra đây là hàng Trung Quốc, em cũng nói luôn thế cho dễ để tránh cái trường hợp nhiều khi về mọi người nhìn Made in Japan xong lại bảo là cửa hàng nhà em lừa đảo gì đó nhé. Thì đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc và hàng về là có đầy đủ hộp nha, đây hộp, đây hộp đầy đủ luôn, dây mic đầy đủ hết, trên dây mic cũng in Made in Japan này, này. Ba chiếc nhé, còn ba chiếc. Chiếc này nó còn thậm chí nó còn ui con này đời của nó cũng là đời đời này nhưng mà nó là cái đợt trước đấy nữa thì nó còn có cả tem luôn này, có thấy không? Có tem vàng luôn nhé, rất là chất lượng, đầy đủ dây mic hết nhé. Tomahawk sao nhé. Thì ba chiếc mic này thì em bán bình thường ra những cái mic này là 350, 320 một chiếc mic nhé. Đấy, nhưng mà thôi em bán xả thanh lý nốt đi. Với giá là còn 3 chiếc này em bán là đi là 280.000 một chiếc mic này nhé. 280.000 một chiếc mic này. Đấy. 280.000 một chiếc mic này. Và nếu như bác nào lấy cả 3 mic này luôn nhé. Thì bạn lấy cả 3 mic luôn thì thôi em để là tính 270 một chiếc thôi. Là tức là 270 nhân với 3 là 801 nhé. Tôi để tròn là 803 chiếc nhé. Đấy. Để tròn 800 nếu như các bác lấy cả 3 chiếc. Đấy, còn nếu như lấy lẻ từng chiếc thì nó là 280 một chiếc nhé. Đấy. Bán giá xả luôn cho các bác. Đấy. 280.000 một chiếc. Đấy. Mic đầy đủ hộp nhé. Đầy đủ hộp luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Hộp nhìn rất là đẹp, chất lượng. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua mic về hát karaoke đấy. Đấy. Là mic Shure hoặc là để hát karaoke cho những cái bộ dàn vừa tiền đấy thì rất là ok luôn. Thì đấy những cái mic này rất là ok luôn. Đấy khách nhà em cái lượt đặt mại của cái mic này rất là nhiều, tức là các anh đã mua rồi đấy. Thì sau đó thì các anh về hát hay các anh lại mua thêm một hai cái nữa là các anh dự phòng là đã có rất nhiều rồi đấy. Gần đây nhất là mới hôm qua thôi là có khách anh ở Hải Phòng anh ấy lấy cái đợt cái mic Tomahawk này nhưng mà cũng đã lấy thêm nhá, anh ấy đã chuyển tiền luôn rồi đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì là liên hệ nhá. Còn 3 chiếc cho các bác. Đấy. Giá này là em bán xả nốt mấy con ở của nó cũ nhé. Đấy là còn 280 một chiếc. Thì bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.